Thưa quý vị, bằng việc nỗ lực tung ra các chương trình sản phẩm mới kết hợp với tăng cường quảng bá, ngành du lịch Cần Thơ đang dần phục hồi. Nhiều tín hiệu cho thấy sự khởi sắc của ngành công nghiệp không khói ngay từ những ngày đầu năm. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 vừa qua, tức thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành du lịch Cần Thơ đón khoảng 370.000 lượt khách và tổng thu du lịch đạt khoảng 340 tỷ đồng. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm ngoái. Trong đó có khoảng 2.900 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt trên 80%. Lượng đặt phòng cho quý 1 năm 2023 thì chúng tôi đã đang nhận được rất là nhiều. Và mỗi ngày chúng tôi đều có cái đơn đặt phòng đến từ các nước châu Âu cũng như châu Mỹ và Úc. Thì lượng khách đang tăng dần trở lại. Ngoài khai thác du lịch khách nội địa ra thì chúng tôi cũng tiếp tục khai thác cái khách du lịch quốc tế, thì cùng với mở cửa của thị trường Việt Nam cũng như các nước thì bây giờ cái lượng khách du lịch quốc tế cũng đã quay lại rất nhiều. Còn vào chiều ngày 26 tháng 1, du thuyền Victoria Mekong đã có chuyến xuất hành xuyên biên giới đầu tiên trong năm mới Quý Mão 2023. Du thuyền đã đưa 60 khách châu Âu xuất phát từ Cần Thơ ngược dòng Mekong khám phá miền Tây trước khi qua Campuchia. Đặc biệt là chú trọng quảng bá, giới thiệu các điểm đến để du khách quốc tế tham quan trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mekong nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Mỗi ngày như vậy thì sẽ đi đến những cái địa danh mới và qua đêm ở trên du thuyền. Cho nên đó là một cái điều rất là đặc sắc, khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng và các cái tour tham quan. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính chung tháng 1 năm 2023, thành phố Cần Thơ đón khoảng 632.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 231.000 lượt khách. Tổng thu du lịch trong tháng 1 ước đạt 575 tỷ đồng. Đây là kết quả hết sức tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì trên đà phục hồi và đã hoàn toàn vượt qua khó khăn sau 2 năm dịch bệnh, đặc biệt là đối với thị trường khách quốc tế.